Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh học phim. Và ngay sau đây, hãy đồng hành cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem ngày hôm nay có những bộ phim nào hay và thú vị nhé. Năm cặp đôi được fan đẩy thuyền nhiệt tình nhất trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Muôn dân shipper đang tích cực gắn ghép và viết nên chuyện tình đong đầy mật ngọt của các nhân vật trong phim đang gây sốt là Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Hiện tại tác phẩm Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đang phát sóng và nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của công chúng. Hầu hết khán giả đều dành lời khen ngợi cho bộ phim vì nội dung ý nghĩa gần gũi, cùng dàn diễn viên trẻ đẹp có lối diễn xuất tự nhiên và giàu cảm xúc. Đặc biệt, sự kết hợp ăn ý bùng nổ hóa học giữa các nhân vật trong phim khiến giới mọt phim Hoa ngữ vô cùng bấn loạn và chăm chỉ với sự nghiệp đẩy thuyền. Dưới đây là các cặp đôi được người hâm mộ ship nhiệt tình trên mọi mặt trận. Thứ nhất, cặp đôi Lăng Tiêu, Lý Tiêm Tiêm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tiểu cô nương Tiêm Tiêm đã thích anh trai hàng xóm Lăng Tiêu. Nàng thường xuyên quấy nhiễu, lại gần làm quen với Lăng thiếu gia khó ở. Cuối cùng thì cũng thành công và rất chàng về ở chung một nhà năm người vui vẻ. Mặc dù mối quan hệ ban đầu của Lăng Tiêu do Tống Uy Long đóng và Lý Tiêm Tiêm do Đàm Tùng Vận đóng tựa như anh em, người thân trong nhà, nhưng trong tương lai, hai người sẽ có một chuyện tình rất ngọt ngào. Những hành động quan tâm ấm áp, cái nhìn đầy tình ý của Lăng Tiêu dành cho Tiểu Tiêm đã làm tan chảy mọi trái tim của hội thiếu nữ khi theo dõi phim. Bên cạnh đó, sự đáng yêu luôn cuốn quýt lấy anh lớn mọi lúc mọi nơi của Tiêm Tiêm cũng khiến fan chỉ mong nam chính sớm quay về để rước nữ chính về làm dâu nhà họ Lăng. Cặp đôi thứ hai, Hạ Tử Thu và Lý Tiêm Tiêm. Mặc dù theo nội dung giới thiệu của phim thì Tiêm Tiêm sẽ là của Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu, Trương Tân Thành sẽ có mối quan hệ đặc biệt với cô bạn Tề Minh Nguyệt do Tôn Y đóng. Nhưng các fan vẫn cho rằng biết đâu biên kịch sẽ bẻ lái, tạo nên mối tình giữa anh nhỏ và em út. Tử Thu là một chàng trai hiểu chuyện, trọng tình trọng nghĩa và rất yêu chiều cô em gái khác cha khác mẹ Lý Tiêm Tiêm. Anh biết Tiêm Tiêm thấy đổ ngọt nên đã kiên trì nỗ lực để trở thành thợ làm bánh. Ngày ngày mang những điều ngọt ngào bé nhỏ đến cho cô em gái. Còn về phần Tiểu Tiêm thì thuở mới đầu gặp gỡ nàng đã thích hành hạ anh nhỏ lên bờ xuống ruộng, nhưng sau này lại tự nguyện yêu thương và quan tâm vô điều kiện đến người anh nuôi. Điều khiến hội fan girl ship Tiêm Tiêm về bên Tử Thu chính là sự hợp tác quá ăn ý của Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận. Từ trong phim đến cảnh hậu trường, khi hai anh chị đứng cạnh nhau là một bầu trời ngập thính đáng yêu. Vì vậy các fan của cặp đôi vẫn chờ mong một cái kết viên mãn của cặp đôi trẻ Tử Thu và Tiêm Tiêm. Cặp đôi thứ ba được rất nhiều shipper đẩy thuyền là Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu. Khi mọi người bàn tán xôn xao, tranh cãi về việc nữ chính sẽ thuộc về Lăng Tiêu hay Tử Thu, thì các chị em hủ nữ lại cho rằng tốt nhất hai này hãy đến với nhau. Đó mới đích thị là chân ái của cuộc đời. Anh lớn và anh nhỏ là hai chàng trai sống chung một nhà, thỉnh thoảng còn nằm chung một giường. Hai chàng cũng rất chi là quan tâm và để ý lẫn nhau. Dưới con mắt quan sát của hội hủ nữ thì loạt khoảnh khắc Lăng Tiêu và Tử Thu trong khung hình đều có mùi đam mỹ. Hơn nữa, những bức ảnh hậu trường thân thiết của Trương Tân Thành và Tống Uy Long cũng đủ để các fan tưởng tượng ra một chuyện tình trai của Tiêu và Thu mà trong đó nữ chính ngôn tình Tiêm Tiêm sẽ trở thành nữ phụ đam mỹ. Cặp đôi thứ tư được đẩy thuyền rất nhiều đó là Lý Hải Triều và Lăng Hòa Bình. Nhiều khán giả cho rằng hai ông bố trong phim giống như cặp đôi vợ chồng già, mỗi ngày ở bên nhau chăm lo cho ba đứa con khôn lớn. Bố Lý sau Đồ Tùng Nham đóng là một người cha giàu tình cảm, làm chủ quán mì dù không dư giả về tiền bạc nhưng luôn chăm chỉ làm việc để nuôi nấng Tiêm Tiêm và Tử Thu nên người. Còn bố Lăng do Trương Hy Lâm đóng là một cảnh sát có trách nhiệm cao với công việc. Con người ông có vẻ khô khan vụng về nhưng luôn quan tâm và yêu chiều con cái hết mực. Hai ông bố, người quá vợ kẻ ly thân đã có quyết định vô cùng sáng suốt lẫn táo bạo khi về sống chung cùng với nhau, chung một gia đình. Bố Lăng thì ra ngoài làm việc đưa tiền về cho bố Lý chăm lo chu toàn trong gia đình, từ việc bếp núc đến chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Giữa hai người thỉnh thoảng lại có những cuộc cãi vã vui nhộn, tâm sự tình cảm, san sẻ gánh nặng nuôi con với nhau. Ở họ dần hình thành một sợi dây gắn kết kỳ lạ, tựa như là tri kỷ mà cũng rất giống một cặp đôi vợ chồng. Cặp đôi thứ năm là Tề Minh Nguyệt và Hạ Tử Thu. Minh Nguyệt là bạn thân của Tiêm Tiêm, nàng là một người hiền lành, tốt bụng. Khi còn thời niên thiếu, Minh Nguyệt đã cảm nắng Tử Thu, nhưng vì anh nhỏ của Tiêm Tiêm thuộc hội trai thẳng và có cái tính ế bằng thực lực, nên nữ phụ đã bị phũ. Thế rồi sau này, Minh Nguyệt chuyển sang tương tư đối tượng khác, đó chính là anh trai vạn người mê Lăng Tiêu. Mặc dù không biết đường tình duyên của Minh Nguyệt sẽ diễn ra như thế nào, nhưng các fan vẫn mong rằng Tề Tiểu Thư và Hạ Công Tử có thể cùng nhau viết nên một chuyện tình đẹp. Hai người sẽ không phải đau khổ ăn cẩu lương của cặp đôi Tiêm Tiêm và Lăng Tiêu, mà sẽ nên duyên và được hưởng một cái kết hạnh phúc. Chúng mình là Học Phim, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh để không bỏ lỡ tất cả những bộ phim hay và thú vị nhất được cập nhật mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!